Xin chào tất cả các bạn. Bên cạnh tôi đây là hai chiếc xe Nissan 3 tấn rưỡi. Và bên này nó là một cái màu rất mới, màu bạc của nhà máy. Đó, thực sự thì chiếc xe này nó không còn mới nữa. Nó ra đời từ năm 2018. Và gần như là thị trường đã bỏ quên chiếc xe này. Bởi vì nhà máy Vinamoto trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam của nhà nước mình thì họ không chú trọng vào việc marketing và chiếc xe này bị tồn đời hơi lâu. Thực sự tiếc nếu mà các bạn định mua dòng 3 tấn rưỡi mà không biết đến chiếc Nissan 3 tấn rưỡi này, bởi vì tất cả những thông số cũng như giá mà nó đem lại, nó quả thực là một món hời. Bây giờ thì nhà máy có thêm một màu mới như các bạn nhìn thấy đây, nó là màu bạc. Thường thì những chiếc xe tải chỉ có hai màu, nó là màu trắng và màu xanh. Còn nhà máy cũng ưu ái thêm là chiếc xe tải có màu bạc này. Tùy mọi người có thích cái màu bạc này hay không thì hãy comment cho mình biết. Còn bản thân mình thì thực sự là mình không thích cái màu bạc này lắm. Màu bạc nó chỉ phù hợp với xe con thôi. Chứ còn với cá nhân mình thì xe tải nó phải là màu xanh thì nhìn nó mới khỏe khoắn. Trừ khi là thùng kín thì các bạn dùng màu trắng cũng được để cho nó đồng bộ với cả cái thùng. Còn cái màu bạc này thì thùng của nó lại là màu trắng. Đây, tôi nghĩ là nhà máy nên để xe bạc thùng màu cũng phải màu bạc thì nó sẽ đồng bộ hơn. Với hai chiếc xe Nissan này thì tại sao tôi lại nói nó là một món hời? Thì các bạn nhớ xem hết video này của mình nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Minh Xe Tải. Hai chiếc xe này tôi sẽ nói luôn, nó là đời 2018 và nó vẫn là một món hời đến tận bây giờ. Bởi vì sao? Thứ nhất, giá của nó rất rẻ rồi. Chiếc xe 3 tấn rưỡi này nó có giá là 405 triệu cho phiên bản thùng mui bạc. Thực sự trên thị trường thì những chiếc xe nào hàng chính hãng mà có giá như thế này thì nó rất là hiếm. Có lẽ là chỉ duy nhất dòng xe Nissan này thôi. Còn những chiếc xe giá rẻ khác thì hầu hết nó đều là xe Trung Quốc cả. Sở dĩ giá nó rẻ bởi vì nó tồn đời 2018 các bạn nhé. Với nhiều người thì thắc mắc là nếu nó giảm đời 2018 thì số năm được sử dụng nó sẽ giảm đi. Thì cái này tôi cũng chia sẻ luôn. Nếu các bạn mua những chiếc xe đời 2021 thì các bạn được sử dụng 25 năm. Còn mua chiếc xe đời 2018 như thế này thì các bạn chỉ còn sử dụng là 22 năm thôi. Đó, tôi nghĩ là 22 năm thì nó cũng là một số năm quá lớn để các bạn sử dụng một chiếc xe tải rồi. Điểm nổi trội nhất của chiếc xe này là giá rẻ. Và ngoài ra những thông số nó mang lại cực kỳ tuyệt vời. Số 1 của nó chính là động cơ Nissan ZD30 này. Nó là khỏe nhất trong phân khúc 3 tấn rưỡi. Và như nhà máy có giới thiệu thì nó là ông hoàng đường đèo. Thực tế thì các bạn nghe có vẻ nó hơi là màu mè nhưng thực ra không phải đâu. Bởi vì cái động cơ ZD30 này này, trước nó được lắp trên con Vim VT650, tức là 6 tấn rưỡi. Và những khách hàng nào sử dụng con Vim 6 tấn rưỡi thì phải đều công nhận chiếc xe Vim 6 tấn rưỡi nó cực kỳ khỏe. Có nhiều người còn cõng đến 11, 12 tấn và nó vẫn chạy bình thường. Và cái động cơ đấy bây giờ được lắp trên con xe 3 tấn rưỡi này thì đương nhiên nó là khỏe nhất trong phân khúc 3 tấn rưỡi rồi, không phải bàn cãi nhiều. Và nếu các bạn chở 3 tấn rưỡi hoặc là hơn một chút thì khẳng định không một dòng xe 3 tấn rưỡi nào khỏe được như chiếc xe này đâu. Đấy là những ví dụ thực tế mà tôi đã đưa ra cho các bạn. Còn về thông số kỹ thuật, tôi sẽ chứng minh tại sao nó lại khỏe như thế. Bởi vì dòng xe 3 tấn rưỡi hầu hết trên thị trường, tôi không muốn nói đến cái công suất, bởi vì công suất thì nó chỉ liên quan đến cái tốc độ tối đa các bạn đạt được thôi. Cái quan trọng nhất của một chiếc xe tải đấy chính là moment xoắn. Và moment xoắn của chiếc Nissan này này, nó là 340 Newton trên 2200 vòng tua. Các thông số này thì hầu hết các bạn mà đi tham khảo xe thì các bạn sale sẽ không nói được đến cái thông số moment xoắn này, bởi vì những giấy tờ chuyên sâu thì nó mới chỉ ra được cái moment xoắn. Và những dòng 3 tấn rưỡi trên thị trường, ví dụ như EZ65, ví dụ như Vim, thì nó chỉ loanh quanh vào 260 đến 280 Newton thôi. Ngay cả chiếc Isuzu chính hãng 3 tấn rưỡi thì nó cũng chỉ được là 270 Newton trên 2600 vòng tua. Có nghĩa là chiếc xe này nó khỏe gấp rưỡi các chiếc xe khác. Đấy, và thực tế như tôi nói lúc nãy, dòng này chở đến 11 tấn cũng không vấn đề gì. Và thực tế khách của tôi, họ chạy đường Sơn La chở đến 6 tấn rưỡi đến nửa năm nay rồi, nó vẫn chạy bình thường, thậm chí không cần phải độ nhíp luôn. Đấy, thì các bạn biết là chiếc xe này nó khỏe như thế nào. Thực tế chiếc xe này nó sản xuất năm 2018, nhưng cái model của nó thì không thua kém gì bất kỳ một chiếc xe nào đời 2020 bây giờ. Ví dụ như là đèn này, nó được trang bị là giải đèn LED ban ngày rồi.
đèn sương mù thì đương nhiên cũng phải được trang bị rồi. Bởi vì chiếc xe này sinh ra để chủ yếu phục vụ những cung đường đèo, để chinh phục những cung đường khó. Cho nên đèn sương mù thì đương nhiên là nó phải có. Rồi, còn về nội thất, mời các bạn theo tôi lên phần nội thất nhé. Tôi muốn giới thiệu luôn cho các bạn. Đây, chính là phần nội thất của chiếc xe Nissan 3,5 tấn. Thực sự thì nó ở mức cơ bản, nhưng tôi nghĩ là nội thất này nó rất thực dụng, với rất nhiều hộc để đồ. Và hộc để đồ đều được thiết kế theo kiểu chéo này. Đấy, nó không cần cửa, nó chéo này vào thì đồ của các bạn khi đã thả vào đây thì nó rơi hẳn vào trong, nó không bao giờ nó trôi ra ngoài được. Đấy, rất nhiều hộc để đồ. Tôi đếm tổng là nó có 11 hộc để đồ. Đấy, to nhỏ đều có ở đây. Đấy, cho nên đi chiếc xe này các bạn sẽ có rất nhiều chỗ để. Và ngoài ra hộp số của chiếc xe này nó hộp số 6 cấp rồi, cho nên không chỉ đi đường đèo đâu, đi đường trường chiếc xe này nó cũng cực kỳ hợp lý. Với hộp số 6 cấp này thì các bạn bao giờ đi cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn là cái hộp số 5 cấp. Đấy, chiếc xe này nó không chỉ hộp số đâu, mà ngay cả động cơ của nó cũng chỉ là 2.9 lít thôi. Dung tích xi lanh của nó cũng chỉ là 2.9 lít thôi. Nhưng vì nó sử dụng những cái công nghệ mới cho nên là nó vừa khỏe mà vừa tiết kiệm được nhiên liệu. Ngoài ra về option của chiếc xe này thì đương nhiên là cũng được trang bị ngắt cổ bô thôi. Bởi vì chiếc xe này sinh ra để phục vụ đường đèo mà, cho nên ngắt cổ bô nó cũng phải có. Với cái ngắt cổ bô này này thì nó cực kỳ là an toàn và tiện lợi. Khi các bác đổ đèo ấy thì những vụ tai nạn xảy ra thường là những tay lái non, họ phanh nhiều quá dẫn đến nóng phanh. Nóng phanh nó bó, nó sẽ cứ trôi liên tục và không phanh được bởi vì nó nóng lên. Cho nên bắt buộc đi đường trường, nếu các bạn chở tải nặng thì cái ngắt cổ xả này nó là một trong những option cực kỳ cần thiết. Vì các bạn chỉ việc bật lên thôi và đi số thấp thì xe nó sẽ tự níu lại, níu từ động cơ đến cầu nó níu lại. Và các bạn xe đấy nó cứ từ từ nó trôi, thậm chí các bạn không cần phải phanh, nó vẫn cứ thả dốc một cách từ từ xuống và nó không bị hại phanh. Thỉnh thoảng lắm khi cần tốc độ rất thấp thì các bạn mới phải mớm phanh thôi. Cho nên cái ngắt cổ xả này tôi nghĩ nó rất cần thiết. Về cái khoảng không này thì nó rất rộng rãi rồi. Đấy, ba người thì đương nhiên là ngồi nó thoải mái. Trước khi nói về cái thùng thì tôi muốn nói đến một bộ phận nữa đây này. Đây chính cái ghế này, tôi thấy nó rất hay. Đấy, khi nó ngả xuống thì nó không ngả hết, nó vẫn còn khoảng cách rộng này. Nó cao này, để các bác tài đi xe có thể đặt tay lên đây. Đấy, mình đi trên những cung đường thì ngồi đấy. Đấy, cảm giác để tay này nó cũng rất thoải mái. Tiếc nó chưa có cái cốc lỗ ở đây thôi. Nếu có cái cốc, nó có cái lỗ để cốc ở đây thì nhìn nó còn sang hơn nữa cơ. Rồi, còn có một vài thứ rất là khó nói ở trên này. Đấy chính là cảm giác lái. Bởi vì tôi có nói nhẹ hay không thì bạn không thể cảm nhận được. Nhưng nếu các bạn cứ lên liên hệ trực tiếp đến số hotline của tôi và đến, tôi có sẵn xe và rất nhiều đường, các cung đường để các bạn thử xe. Và cái gà của chiếc xe này nó nhẹ cực kỳ. Nó nhẹ nhưng mà đi xe vẫn có cảm giác đầm, bởi vì cái khung gầm của nó cơ. Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem sau nhé. Còn cảm giác lái này thì nó rất phê, các bạn nên lái thử của nó. Và tôi khẳng định nếu các bạn nào đã lái thử chiếc xe này thì các bạn không muốn đi bất kỳ một chiếc xe nào khác trong phân khúc tầm giá này đâu. Còn đây chính là thùng của chiếc xe Nissan 3,5 tấn. Đây, như tôi nói là xe màu bạc thì thùng của nó nên được sơn màu bạc thì nó sẽ đẹp hơn, chứ sơn màu trắng này nó chỉ hợp với cabin trắng thôi. Nhà máy hơi bị lỗi trong việc làm cái thùng này, nó chỉ về phần màu sắc thôi. Còn về kết cấu của chiếc thùng này thì tôi nghĩ là 3,5 tấn nó là thừa thãi. Bởi vì làm sao? Tất cả các cột ở đây, cột xe này đều được làm bằng u đúc hết rồi. Đây, cột giữa này thì nó cũng làm bằng u đúc 14, còn hai cột đầu nó u đúc 12. Sàn của nó thì là sàn 2,5 ly rồi. Nó rất là dày. Đấy. Đây là bạt của nó thì cái bạt này thì bạt da rồi. Đương nhiên bây giờ chả ai dùng bạt dứa nữa đâu. Đấy, sàn của nó 2,5 ly và nó được bẻ ở trên, nó bo lòng ở trên này, cao lên khoảng 2 phân. Thì khi các bạn đậy vào nước không bao giờ nó bắn được vào. Có một điểm thiết kế nó chưa được tốt ở chiếc thùng này, đó chính là nó chưa bo cái phần trên này. Cho nên nếu các bạn nào lấy xe thì chúng tôi sẽ khuyến mại cho các bạn là bo thêm cái phần trên này nữa cho nó kín, thì chở hàng nó mới không bị lọt qua các cái khe này được. Còn như tôi nói lúc nãy, cái phần khung gầm này này mới là cái phần mà tạo nên cái độ đầm, độ khỏe của chiếc xe này. Chính là phần khung gầm. Các bạn nhìn cầu của nó xem. Đấy, cầu của nó là cầu đúc nguyên khối. Nó không có một cái con ốc nào nó bắt xung quanh cầu cả. Đấy, nó khác những cái cầu khác. Các bạn để ý cầu của những chiếc xe khác ấy, nó có ốc bắt chi chít một vòng như thế. Nó là những cầu lắp ráp trong nước. Còn ở
Nhíp thì các bạn nhìn này, nó là nhíp 2 tầng gồm 14 la nhíp rồi. Nó quá thừa thãi cho một chiếc xe 3 tấn rưỡi. Chính vì thế khách của tôi chạy đường Sơn La đường đèo mà chở đến 6 tấn rưỡi. Nửa năm nay rồi, cũng chẳng phải độn thêm lá nhíp nào cả. Nhưng tôi khuyên thật là các bác nếu chở quá nặng thì nên độn nhíp vào. Đó thì nó mới bền xe và nó không làm rão những cái nhíp còn lại. Chứ thực tế thì chiếc xe này vẫn chạy được. Và cái khung ngang ngang, đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy chính là thanh cân bằng ngang và cân bằng dọc của chiếc xe này. Lý do tại sao chiếc xe này đi dù có tải hay không có tải nó rất là đầm. Cái tác dụng của thanh cân bằng ngang và cân bằng dọc này, các bạn nhìn thấy cái thanh nó to cơ. Đấy, nó sẽ níu xe lại, nó sẽ níu bánh khi các bạn đi mà một bánh gặp ổ gà ấy, thì nó sẽ không rơi uịch một phát mà nó sẽ níu để rơi từ từ xuống. Chính vì thế là chiếc xe này đi nó sẽ không bị sóc và nó sẽ bảo vệ các cái mặt hàng của các bạn ở trên thùng nó được an toàn. Đấy, vì vậy là chiếc xe này dù không có tải thì các bạn đi bao giờ cảm giác nó cũng rất là đầm. Như tôi nói, điểm trừ lớn nhất của chiếc xe này đó là đời của nó hơi sâu. Nó là đời 2018. Nếu các bạn mua xe mà xác định bán, đi khoảng 1 năm các bạn xác định bán thì không nên mua chiếc xe này. Đấy, vì đời nó sâu, bán nó sẽ không được giá. Còn nếu các bạn xác định đi lâu dài, kiếm tiền cho công việc của mình, đấy, chạy lâu dài 5, 7 năm, thậm chí đến chục năm, thì chiếc xe này nó là một món hời. Giá của nó cực kỳ là hấp dẫn, rẻ. Tôi nhắc lại, chỉ có 405 triệu cho phiên bản thùng mui bạt thế này thôi. Và động cơ của nó thì đã từng được lắp ráp trên chiếc xe 6 tấn rưỡi, nó vẫn chạy băng băng được, không vấn đề gì. Thì nắp lên chiếc xe 3 tấn rưỡi này, nó quá khỏe và nghiễm nhiên nó là ông hoàng đèo dốc rồi. Trong phân khúc 3 tấn rưỡi không có gì phải bàn cãi cả. Các bạn nào muốn trải nghiệm chiếc xe này hoặc muốn tư vấn thêm về thùng để làm sao nó phù hợp nhất với công việc của mình thì đừng ngại gọi điện trực tiếp đến số hotline mình để ở bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.